Đây là vùng đất U Minh Thượng của Kiên Giang. Mình đang cho đi thăm vườn mít ở Kiên Giang. Quá xa luôn các bạn ơi. Hiện tại mít gốc ở đây đất thì tương đối là trồng mít được, nhưng mà đây cái nguồn nước đây các bạn thấy không, cái nguồn nước rất là bị phèn. Đây là cái vùng nước U. Tổng cộng là vườn này là 3.000 gốc nữa các bạn. 3.000 gốc. Lá mít ở đây tương đối là nó rất là mỏng. Gốc này thì hiện tại giờ chuẩn bị để trái nha các bạn. Cái này thường thường mấy ngày chị tưới lần chị? 3 ngày chịu không nổi đâu. Có ngày tưới ngày đi. Ừ quá trời. Nắng. Ý là tưới mấy dầu là bơm từ từ đó, tao nói bơm nước là giữ trời nước luôn đó. Ừ. Với lại cái này biết khó gì không anh Nam? Bả được ống đi lòn về anh tưới con mau, còn kiểu mà ống tấp ngang á, tấp ngang đúng về tưới cái khoảng cỡ 10 gốc cái bắt lôi ống ra xuống mấy chân lôi ngược lên cái nữa. Ừ. Nó khó là vậy. Mà vậy mít á trời nó bự bự lên á, mình cũng dễ đi nhánh giờ bọng không có nhánh giờ hay nhánh bọng gì đi nó cũng khó, sợ gãy nhánh không dám đi luồn mạnh nữa. Gần cây mít còn hơn là gì nữa. Đi cặp bé là đi nhẹ nhẹ ngang cây mít chứ không dám đi mạnh. Hình như đây có cánh sò cũng lớn lắm không à? Hả? Em nghe nãy mấy ông hỏi mấy người vô nói đây cũng có sò dữ. Bên 21 à. Đây có bển hai con kinh. Cái lớn mà dân Đồng Tháp. Có hai gì đó. Dân Đồng Tháp qua phải không? Ờ dân Đồng Tháp. Ở chằng sò. Dân Đồng Tháp thì chiên sò không mà. Chằng sò giá trị kinh tế. Chắc dùng cao lãnh quá. Không, cái đó của con này luôn, những người là Đồng Tháp anh, mấy người di cư giống như của cánh trường trong trường trong mẫu mà dân bình thường dân thôi.